Em Trâm kính chào các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu tới các bác xe mẫu xe 7 chỗ tuyệt đẹp luôn. Lâu đâu bên em mới về được một chiếc xe rất đẹp như thế này. Đây, nỉ của nó còn như mới đây. Các bác thấy này, nỉ ghế nó như mới nhá, nỉ nguyên zin nguyên bản theo xe đấy ạ. Đây, củ số đây. Ghế này, củ số này, vô lăng này. Vô lăng không bị mòn luôn mà củ số cũng vậy. Ở chiếc xe mang tên là Toyota Jay. Sản xuất năm 2004 và đăng ký đầu năm 2005. Với động cơ máy 1.8, số sàn, xe đăng ký là 8 chỗ ngồi. Đấy, bản GL xịn, chiếc xe bản đủ không dịch vụ, xe gia đình đi. Và đi rất là giữ xe luôn, cho nên nó mới được đẹp như thế này. Các bác thấy này. Nếu mà bù lông vào đây nhá. Nó còn được đẹp như này, vàng ươm như này luôn này. Đây. Vàng ươm luôn, cái móc khóa cửa này. Rất là đẹp nhá. Rất là đẹp. Tất cả những vị trí của xe nó còn rất là sáng luôn. Đây, móc khóa cửa này. Nói chung là tìm được một chiếc xe đẹp đẹp như này em nghĩ là cũng không phải dễ trên thị trường. Đây các bác thấy này, những cái con bù lông của nó đây. Con bù lông của nó đây. Đấy, nó còn vàng, vẫn còn vàng ươm như vậy luôn. Đấy, xe gương kính của xe hoàn toàn là được điều chỉnh bằng điện và nó nguyên bản theo xe nhá. Nếu là bản thiếu thì nó sẽ không có. Chiếc xe này của em nó là bản đủ cho nên là nó có đầy đủ luôn. Đấy, hai dàn điều hòa các bác nhá. Xe trang bị hai dàn điều hòa độc lập. Rất là mát. Và tiếp tục em sẽ gửi tới các bác xem một vài những cái vị trí khác của chiếc xe để các bác biết về độ đẹp của nó, độ chất của nó nhá. Đây này. Nói chung là được cứng như chiếc xe này thì em nghĩ là cũng không có nhiều đâu ạ. Các bác mà đang tìm những mẫu xe dây thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng bên em nhé. Ở tại đường phố Nguyễn Thời Trung, gần cho bến xe Hải Tân và gần cầu Cất của thành phố Hải Dương. Đến với bên em thì hiện tại bên em đang có 3 chiếc dây liền. Đã có 3 chiếc nhé. Một chiếc màu xanh như thế này, gọi là xanh dưa. Một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xanh dưa nữa. Chiếc này hiện tại đang có giá cao hơn hai chiếc xe kia. Hai chiếc xe kia nó rẻ hơn rất là nhiều nhá. Tại vì chiếc xe này nó đẹp cho nên em sẽ bán với cái giá nó căng một chút. Nó sẽ là nhô 200 triệu một chút cơ thì mới mua được chiếc xe này. Các bác nhá. Bác nào mà đang quan tâm đến cái đẹp, yêu cái đẹp thì đây là mẫu xe để các bác lựa chọn đây. Chiếc xe với động cơ máy 1.8 mà máy của nó vẫn còn nguyên. Máy chưa bổ các bác nhá. Đấy, động cơ của nó chưa bổ cơ. Tí em sẽ quay máy các bác xem sau. Đây ghế này. Đây, quay một vài vị trí nhanh để các bác biết được về cái tình trạng của nó, tình trạng chất của chiếc xe. Nếu mà các bác nào mà đúng chân, mà thiện chí đối với mẫu xe này thì các bác hãy tiếp tục xem, theo dõi hết video. Còn thì các bác nếu mà chưa ưng mẫu này mà đang ưng những cái mẫu xe khác của bên em thì các bác hãy tiếp tục theo dõi nhá. Bên em thì về rất là nhiều, xe về liên tục luôn. Đúng chân mẫu nào thì các bác hãy nhấc máy gọi điện cho bên em được tư vấn về mua bán, về vận chuyển, về tất cả mọi thứ luôn các bác nhá. Đấy. Dàn này, dàn được nó đây. Đấy, tablo. Dòng xe Toyota Jay này về độ lành rồi về độ tiết kiệm của nó thì các bác khỏi bàn rồi. Một chiếc xe nó được đặt tên là Lồi Đồng Cối Đá. Được một cái tên là Lồi Đồng Cối Đá luôn. Rất là bền bỉ. Và của nó thì rất là, đồ đạc của nó rất là rẻ, rất là dễ luôn. Xe đăng ký chính chủ biển 19, vẫn là biển 4 số. Đấy, sơ qua một vòng về chiếc xe, sau đó thì em sẽ đóng cửa lại. Hoặc là em quay phần nội thất bên trong trước để các bác nhìn mình xem nhé. Đây, xung quanh xe đấy ạ. Với nước sơn zin của nó vẫn còn nhiều. Đấy, dàn nốp của xe vẫn còn dày, na tăng đúc nguyên bản. Một cặp đèn pha còn rất là sáng. Rất sáng luôn, đăng kiểm đến tận tháng 4. Bên em bán xe này và tất cả những mẫu xe khác đều có sự cam kết cho các bác là xe không đâm xô, không tai nạn và không bị ngập nước, không thủy kích nữa các bác nhá. Đấy, thân vỏ không mục mọt. Và máy số của xe thì phải là chuẩn chỉ, giấy tờ các thứ cũng là phải là chuẩn chỉ luôn. Ra tên các thứ là đơn giản nhanh gọn đối với những mẫu xe mà bên em bán nhé. Bên em có hỗ trợ ra tên nếu các bác nhà mình có nhu cầu hỗ trợ. Chi phí hai bên thì sẽ tính toán. Nói chung là chi phí là tính toán thôi, chứ còn thì bên em hỗ trợ đầy đủ khi ra tên được thì thôi. Nếu các bác nhà mình có nhu cầu, các bác nhà mình cần sang tên thì bên em đều hỗ trợ.
hỗ trợ từ A đến Z luôn các bác nhá. Kể cả như về vấn đề vận chuyển đi, bên em hỗ trợ cả vận chuyển toàn quốc luôn nhá, ship xe tận nhà, ship xe vận chuyển xe tận nhà tới các bác nhà mình. Nếu các bác nhà mình mua trả tiền xe, còn không mua trả tiền xăng, vui vẻ bên em đi về đấy, không sao cả nhá, chỉ lấy tiền xăng thôi. Đây các bác thấy này, cái phần mép cánh cửa xe này, những con vít, con bu lông ốc vít của xe nó còn đẹp như thế này luôn này. Đấy, còn vàng ươm luôn này. Đấy, nòng trong của xe hoàn toàn là sơn zin. Cánh của chiếc xe này thì chủ trước cũng đã được bọc da. Đấy, bọc da. Các bác của mình có thể bóc ra nhá. Đấy, bóc ra thì trong nó là lý rất là đẹp. Đấy, còn không để nguyên như vậy. Đồ nhựa xe của dòng xe dây này rất là tươi, rất tươi luôn. Nội thất của nó rất là sáng, rất là tươi. Rất là sáng tươi luôn. Đây, tập nô đây nhá. Ở chỗ này là được thiết kế một cái hộp đồ. Và đây là cái vị trí tổng, có hệ thống âm thanh này, đầu CD và hệ thống điều hòa, nóng lạnh các thứ đầy đủ luôn. Đấy, chìa khóa khiển theo xe, côn số lái rất là nhẹ nhàng. Đấy, hộp đồ có thể là được tì tay nữa. Bộ ghế lỉ đẹp như mới luôn. Đây các bác thấy này, đẹp như mới luôn này. Bộ ghế lỉ quá giá trị luôn đúng không ạ? Rất là giá trị. Xe thì đẹp rồi, các bác mua thì gần như là cũng chỉ bàn về giá là chủ yếu thôi, chứ còn đi về xe thì cũng không cần bàn nhiều đâu ạ. Về cái cơ bản của nó rất là ok, quay trên video thì các bác có thể nhìn thấy đúng không ạ. Em sẽ quay lần lượt và đầy đủ, không thiếu cái vị trí nào, cái chỗ nào để các bác mình gắm luôn. Muốn xem thêm bất cứ chi tiết nào của chiếc xe này hay là bất cứ một chiếc xe nào khác ở bãi bên em thì các bác hãy kết nối Zalo nhé, theo số là 0938586307 0389000555. Đây là hai số hotline của bên em và cũng là hai số Zalo luôn. Các bác hãy alo và kết nối Zalo để được tư vấn về những cái mặt hàng, về những chiếc xe mà hiện tại bên em đang có nhá. Trên dưới 100 đầu xe các loại để các bác tham khảo và lựa chọn luôn. Đấy, ghế của mẫu xe dây này thì nó sẽ được gập theo vị trí như này nhá, và có thể lưng lên như thế này. Bước về phía sau đúng không ạ? Đấy, bước về phía sau như này. Khoang sau rất là rộng, xe có nội thất rất là rộng luôn, to cao rộng rãi, hàng ghế sau gần như là ít người ngồi đến luôn này. Ghế nỉ nguyên zin nhá, ghế nỉ nguyên zin được thiết kế là như vậy. Đấy, trần của xe vẫn là trần nguyên bản. Tiếp sẽ quay phần gầm, phần vỏ bên ngoài sau. Hiện tại thì có thấy em đang quay ở bên trong nội thất đúng không ạ? Và đang mở cái cốp ra quay các bác xem phần cốp đằng sau, đuôi đằng sau xe đây. Các bác có thể nhìn thấy là mình ngồi được 8 người ra rồi thì vẫn có thể để đồ ở khu vực này nữa này. Vẫn có thể để đồ luôn. Rộng rãi thoải mái. Chiếc xe phù hợp cho các bác này mình đi có thể là chở hàng, có thể chở người. Đấy, tháo ghế ra thì chở được rất là nhiều hàng. Và người ngồi bên trong thì rất là rộng, nếu mà người ngồi cũng rất là rộng rãi, ngồi thoải mái. Nó không mang tính chất là gò bó, bị kích, bị bó buộc. Đây. Cái dòng này rất là lành rồi, đồ đạc chi phí của nó rất là ít. Chi phí khi dùng cái mẫu xe này nó rất là thấp nhá. Rất là thấp. Có điều là dáng của nó, chiếc xe này nó không đẹp thôi. Nếu bác mình mà quan tâm đến dáng thì có thể là mua những dòng xe Innova. Chiếc này cũng tầm tiền với lại một số những cái mẫu xe Innova đây này. Innova thì có Innova G, Innova Z đúng không ạ? Dây thì có dây DX, dây GL. Chiếc dây của em là dây GL các bác nhá. Dây DX thì hiện tại cửa hàng em không có. Có ba con đều là GL cả luôn, đều là bản đủ. Và không qua taxi, không qua dịch vụ gì. Các bác đang tìm mua dòng này hãy đến với cửa hàng bên em nhé. Phù hợp, chiếc nào phù hợp với các bác thì các bác hãy lựa chọn. Đây để cho các bác mình giá tình yêu. Tiền nào của đấy, như chiếc xe này thì tất nhiên là giá nó sẽ hợp lý này, hợp lý với lại chất lượng. Còn thì mấy chiếc kia thì chỉ có hơn 100 tí thôi, các bác đã mua được rồi. Nhưng mà chất như này thì các bác phải mua hơn 200 nhé. Quan trọng là ai yêu cái chất thôi, ai yêu cái đẹp thôi đúng không ạ? Sàn da có
thống nốt ở trên rồi. Gương chính, gương kính điều chỉnh bằng điện nên xuống nhẹ nhàng, rất là nhẹ, khỏe luôn. Đây, phần đồng hồ tắp nô này. Đây, vô lăng này. Khá tương đối về khu vực nội thất bên trong của xe rồi. Tương đối rồi đúng không ạ? Tương đối là đủ luôn rồi. Các bác hãy liên hệ nhé. Liên hệ với bên em. Cứ nhấc máy đừng ngại, cứ liên hệ trực tiếp. Tư vấn bên em, tư vấn nhiệt tình cho bác nhà mình nghe và hiểu luôn về những mẫu xe. Có thể là nhân viên bên em cầm máy, có thể là em cầm máy. Tại vì đôi khi là các bác biết là em cũng rất là bận, ít khi cầm được máy đúng không ạ? Toàn quay video tiếp khách cũng đã hết ngày rồi, cho nên là ít khi cầm máy điện thoại nhá. Và các bác hãy kết nối Facebook cho bên em theo địa chỉ là Trăm Ô Tô Hải Dương hoặc là Mr. Trăm Ô Tô Cũ thành phố Hải Dương để được xem thêm hình ảnh những chiếc xe khác. Đấy rồi, ok, bây giờ sẽ quay phần máy này. Phần máy của xe đây nhá. Máy thì bên em mới cho vệ sinh sạch sẽ. Xe nước sơn màu xanh là nguyên bản. Hai dàn điều hòa nhá. Để ống nó thiết kế ra đây này. Hai dàn điều hòa. Ra máy của xe khá là sáng, sạch đúng không ạ? Máy nổ êm nhá. Máy nổ thì các bác mình khỏi bàn rồi. Máy cực êm luôn. Và động cơ của xe là máy của chưa bổ nhá. Em cũng đã giới thiệu ngay ban đầu là máy chưa bổ đúng không ạ? Máy cực chất, máy đại chất luôn. Bên em đã cho kiểm tra rất là kỹ rồi về chiếc xe này. Đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Máy cabo đây. Máy khô khan sạch sẽ. Nói chung là về máy thì không có lỗi. Các bác muốn nghe thêm tiếng máy thì hãy kết nối Zalo nhé. Em gửi tiếng máy cho bác mình nghe qua Zalo. Và bây giờ thì em sẽ quay phần bên ngoài. Phần hình thức bên ngoài đây. Phần cặp đèn pha của xe nó rất là sáng đúng không ạ? Rất sáng luôn. Mặt ga lăng được ốp inox. Đèn gầm cũng sáng. Đấy, dàn lốp dây. Đấy, sơn xi bóng bẩy sạch sẽ luôn này. Các bác mua về đi luôn thôi nhá, đổ xăng là chạy ngay thôi. Đấy, chiếc này nó chạy xăng. Dây là không chạy dầu đâu các bác nhá. Nhiều bác lại cứ hỏi em là dây có phải là chạy dầu hay không. Đấy, với bác là dây, dòng dây là không có con nào chạy dầu cả. Sơn xi sạch đẹp, bóng bẩy luôn. Thân vỏ không có mặt tít. Thân vỏ không bị bám mặt tít nhá. Cho nên nó còn được căng như thế này. Gõ thì các bác cứ gõ kêu long quang luôn. Đây. Đấy, chỉ nghe tiếng tôn thôi nhá. Tôn vỏ không lỗi các bác nhá. Gầm sàn không mục mọt. Tí em sẽ quay cả phần gầm sàn. Đấy, kính được dán 3M rồi. Kính dán cách nhật. Cặp đèn sau cũng vậy, rất là sáng luôn. Tem của xe vẫn là tem zin nhá. Dòng này tem nó được giữ tem zin như này cũng rất ít luôn này. Đấy, trước này thì em thấy là có cái mắt cảm biến, mắt camera này. Đấy, có mắt camera nhá. Đấy, màn hình thì các bác có thể mình nắp loại nào cũng được, chỉ mất tầm mấy trăm nghìn thôi. 1 triệu cũng có và mấy trăm nghìn cũng có màn hình. Và thậm chí là mấy triệu cũng có màn hình đúng không ạ? Thì các bác nhà mình về lắp. Đấy, sơn này, sơn zin của nó nhìn rất là đẹp luôn này. Các bác thấy này, rất là bóng luôn này. Rất là lì, rất là căng luôn. Đấy, sơn xi rất là bóng luôn này. Rất bóng đẹp luôn này. Cam kết cho anh mình là xe thân vỏ không có lỗi. Thân vỏ không bị va chạm đâu ạ. Cho nên là nó được đẹp như thế này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Rất bóng luôn. Rồi, lốp nó răng đây. Xe có trang bị bậc bệ nên xuống ở ngoài. Các bác hãy xem và cập nhật nhé. Bây giờ thì em sẽ quay đến phần gầm. Đây gầm đây, sấp xi này. Phần gầm thì hơi bẩn hơn. Còn thì tổng máy của nó rất là ok. Gầm sáng sạch, không han gì mục mọt.
Đây, phần cua lốp đây. Không mục mọt gì các bác nhá. Đây gầm đây ạ. Toàn những cái mẫu xe đẹp mà được cập nhật về bãi em Trăm Hải Dương. Các bác nếu mà tìm những mẫu xe chất xe đẹp thì hãy qua bên em nhá. Bên em toàn lựa chọn những mẫu xe chất về bán thôi. Cho nên là các bác thì mình mua tuy rằng là ít tiền nhưng cũng rất là đảm bảo về chất lượng luôn. Đấy, vâng, ok. Thì video cũng đã quay và đã giới thiệu các bác nhà mình khá là đầy đủ về chiếc xe này. Các bác hãy alo và kết nối Zalo luôn nhé. Và các bác cũng chân mẫu này rồi và đã thích mẫu này rồi thì các bác hãy nhấc máy lên chốt sớm cho em. Đấy, chốt sớm để được sở hữu một chiếc xe đẹp, một chiếc xe chất. Đấy rồi, ok. Em cũng đã quay và giới thiệu. Và đến bây giờ thì em xin được kết thúc video và hẹn gặp lại các bác nhé. Khách đang xem xe kìa.